Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với siêu thị ô tô Hà Nội và lại là Quang Béo đây. Hôm nay Quang Béo lại tiếp tục về cho các bạn một con xe cực kỳ đình đám đang rất là hot trên thị trường này ha. Một con xe trong phân khúc van đó chính là Kia Carnival. Nhưng mà Kia Carnival này là bản premium giá chỉ 1 tỷ 2 XX triệu. Thì phần XX là phần bực mí cuối cùng ha. Và cái bản mà Kia Carnival bản premium này á, là hiện tại là trên thị trường đang rất là hiếm hàng ha. Ít khi nào mà có một con mà đẹp giống vậy lắm. Đó. Đây xe mà đã vậy còn mang biển số thành phố nữa. 01996 rất là đẹp luôn. Nhất Vĩnh Cửu Lộc, biển số nghe là cực kỳ thích luôn. Xe được sở hữu nước sơn màu đen rất là đẹp ha, còn hơn 98% như vậy, hơn 98.99% nha. Đây, mặt ga lăng của chúng ta là được làm màu chrome titan rất là đẹp ha. Đó, cũng có cả phần viền nhôm nè. Đó, ok, rất là đẹp luôn. Đèn bi LED. Đó. À, sorry các bạn, đèn này chỉ là đèn LED thôi, chứ phải là đèn bi ha. Signature mới là đèn bi nha. Quang bị hình bóng con đèn bi ở trong đầu. À. Rồi, ở đây còn có một cái phần đèn đờ mi, cảm biến trước. À, có cảm biến trước thì chắc chắn sẽ có cảm biến sau. Có camera 360 nữa. Rồi, ở đây cái phần cản trước cũng được làm bằng viền rơm luôn, rất là đẹp. Cũng có cả phần đèn gầm luôn nha các bạn. Rồi, Quang mời các bạn cùng qua bên hông đây. Và ok, Quang xin nhắc lại, xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Hà Nội 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách khoảng 1 km bến xe miền Đông đi lại thôi, nằm giữa lòng Sài Gòn nha. Về phần mâm của chúng ta, mâm là được sở hữu là mâm phay hai màu rất là đẹp ha, lớp Michelin. Thông số kích thước lớp lên tới 235/55R19 nha. Đó, một cái mâm cũng khá là đẹp, khá là to. Mâm to thì về độ êm ái thì nó sẽ không êm bằng những cái mâm nhỏ, nhưng các bạn cứ yên tâm. Đối với Carnival mà còn được sử dụng lớp Michelin nữa thì khá là êm ái rồi, không cần phải bàn cãi. Rồi, gương của chúng ta là gương gập chỉnh điện, có tích hợp xi nhan báo rẽ nè. Có cả camera 360 ở phía dưới luôn, vì đây là bản premium ha. Bản luxury thì sẽ không có nha. Rồi, trên đây là xe được trang bị một cái giá nóc, dán phim cách nhiệt, tay nắm cửa viền rơm, đó, có cả bệ bước luôn và một cái phần nhôm xước trải dài bên hông xe, tăng thêm độ sang trọng cho mẫu xe này. Và bây giờ Quang sẽ test bệ bước cho các bạn xem. Đây, đây là bệ bước zin của xe và cực kỳ chắc chắn ha. Đó, ok. Rồi, về cái phần cửa của chúng ta, xe thì là bản van nên cái cửa lùa của chúng ta và cửa đằng sau đều là chạy bằng điện và có cả chống kẹt hết ha các bạn ha. Về nội thất thì khá là đẹp và không cần phải bàn cãi nữa. Chút nữa Quang sẽ mời các bạn cùng vào bên trong khoang nội thất ha. Rồi, ok, mời các bạn cùng ra đằng sau với Quang đây. Xe của chúng ta là máy dầu ha, máy dầu 2.2 CRDI. Thì chúng ta sẽ có một cái mức độ tiêu hao nhiên liệu cũng khá là ok. Mức độ tiêu hao nhiên liệu là đâu đó tầm khoảng 7-8 lít 100 cây thôi. À, đường kết hợp nha. Đèn đằng sau cũng là đèn full LED rất là đẹp luôn. Có cả một cái phần viền nhôm trải dài ở bên trên xe. Rồi, con này là sản xuất 2021. Logo là logo cũ nhưng mà chủ người ta đã lên logo mới cho chúng ta ha. À, các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng đâu đó là hơn 10 triệu để lên cái logo này ha. Rồi, để bạn xem coi. Có cả camera lùi nè, Kia Carnival bản Premium CRD. Có cả cảm biến lùi. Cái phần lipo ở dưới cũng làm rất là đẹp ha. Đó, để bạn xem nha. Rồi, giờ ở dưới chúng ta sẽ không còn cái gì để nói nữa. Quang sẽ mở cốp cho các bạn xem. Thì cũng như lúc nãy Quang đã nói, chắc chắn là sẽ có chống kẹt và Quang sẽ test cho các bạn xem luôn. Đây, đó, ok, té chống kẹt luôn nha. Đó, ok chưa? Là khi mà chạm là sẽ tự lên lại. Và cái phần đằng sau thì dòng Carnival cũng như là Sedona nói chung, có lộn nói riêng thì khá là rộng về cái phần đằng sau. Ngồi cực kỳ rộng, ba hàng ghế cực kỳ rộng luôn. Và khi mà các bạn gập ghế lên sẽ có một cái cốp khá là to để rất là nhiều cái vali ha. Để Quang mời các bạn cùng vào bên trong cái cốp chúng ta xem sơ một vòng nha. Đồ nghề thì đầy đủ hết, không còn thiếu một cái gì. Đây, đồ nghề của chúng ta đây. Con đội, đồ nghề đầy đủ hết ha. Bánh sơ cua thì sẽ nằm ở bên dưới ghế, đằng sau bên phụ. Rồi, ok. Ở đây thì chúng ta có những cái xia. Xia này là chủ người ta không lột ra luôn, người ta để cho mình tự bóc ha. Cái hàng ghế sau cùng cũng có cả rèm che nắng luôn. Đó, rồi, Quang mời các bạn cùng vào bên trong khoang nội thất đi. Mời các bạn cùng vào bên trong khoang nội thất Quang để xem bên trong khoang nội thất chúng ta sở hữu một bộ nội thất đẹp như thế nào ha. Let's go. Về bên trong khoang nội thất của chúng ta thì bộ nội thất rất là đẹp như lúc nãy Quang đã nói rồi. Thì Quang sẽ nói từ trên xuống trước. Đầu tiên, xe của chúng ta được sở hữu một bộ chân rất là sáng ha. Nhưng mà bộ chân này các bạn phải giữ kỹ, tại vì tay dơ chạm vào cũng sẽ hơi dơ một tí, nên các bạn phải giữ kỹ nha. Thì nhưng mà bộ chân sáng thì sẽ rất là sang.
Và bây giờ Quang sẽ test ngồi thử vào bên trong cho các bạn xem. Hiện tại là cái bộ ghế này là đang chỉnh theo cái gọi là ôm cái ghế tài nhất, là để cho hàng ghế sau khá là rộng ha. Đây Quang sẽ test cho bạn, các bạn cứ yên tâm. Cái ghế này mình còn có thể lùi lại được nữa. Đó. Ok. Hiện tại thì đằng sau đang bị vướng đồ các bạn ơi. Đằng sau bị vướng đồ nha, các bạn thông cảm cho Quang tí. Ba ghế sẽ chỉnh riêng biệt hết. Đây để Quang qua đây Quang test cho các bạn xem. Ba ghế chỉnh riêng biệt hết nha. Bên kia thì đang bị vướng. Nó bị vướng cái gì đó các bạn. Ok. Thôi, nói chung là về cái độ rộng thì không cần phải bàn cãi rồi. Độ rộng của Carnival thì là ba hàng là như nhau hết ha. Và có một cái độ ngã cũng khá là ok luôn. Đây, ngồi cực kỳ sướng luôn. Thôi camera đứng đó quay nha, quay ngủ xíu nha. Nói chứ chào các bạn vui thôi. Đây, về cái phần cửa của chúng ta được làm cũng rất là đẹp. Mời camera tới đây quay nè. Đây, cửa của chúng ta là được chạy bằng điện như các bạn đã nói. Và có một cái phần làm chỉnh gương nè, nâng hạ ô tô 4 gương luôn. Rồi cũng được làm màu đen bóng, tăng thêm độ sang trọng cho mỗi xe này. Cái hàng ghế đằng trước cũng được chỉnh điện thì chúng ta sẽ cho các bạn xem. Rồi ở đây chúng ta sẽ có cái bệ tì tay. Đó, ngồi cũng khá là thích ha. Rồi đó, quá đã luôn, quá rộng rãi luôn. Nếu như mà nói về cái con Carnival này á, thì cái con này nó quá rộng rồi. Các bạn mà muốn mà để đi Bắc Nam thường xuyên á, đây là cũng là một sự lựa chọn hợp lý. Ngồi khá là rộng rãi, đi gia đình cũng rất là ok luôn. Mà con này phải nói thiệt các bạn, bạn đi Bắc Nam cho dù có 10 lần đi chăng nữa cũng không bao giờ gọi là chán, không bao giờ gọi là nó khó chịu ha. Rồi thôi bây giờ em mời các bạn cùng lên trên ghế tài đi. Về bên trên ghế tài của chúng ta thì cả hai ghế đều là chỉnh điện hết nha các bạn. Cả hai ghế đều là chỉnh điện luôn. Rồi Quang sẽ đề máy cho các bạn xem. Con này là sản xuất 2021 nhưng mà odo chỉ mới có 8.900 cây thôi. Mời camera quay thẳng vô dùm Quang cái nha. Đây odo chỉ mới 8.900 cây thôi. Quang tắt âm thanh cái. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ khác với bản Luxury, đó chính là cái màn hình sẽ như là bản Signature luôn. Sẽ kéo dài từ màn hình này, màn hình giải trí cho dính với màn hình của đồng hồ hiển thị thông số luôn. Đó, để Quang giảm gió lại xíu. Cái này các bạn thông cảm tí à đây, cái này nó là cảm ứng, sorry các bạn ha. Hơi lưu quá tí. Rồi, vô lăng bọc da nè, có tích hợp ga tự động nè, có ô tô đèn, ô tô gạt mưa, lẫy số trên vô lăng nè. Có ghi nhớ vị trí ghế lái cho bên tài lên tới hai vị trí luôn và bốn gương nâng hạ ô tô, và Quang sẽ test cho các bạn xem. Đây, Quang sẽ cho các bạn xem nâng hạ gương ô tô 4 cửa luôn nha. Quang sẽ test cho các bạn xem không hề chạm. Bốn gương của chúng ta đều là nâng hạ ô tô hết. Rồi, ở đây về cái phần tắp bi thì cũng được làm bằng nhôm sứ rất là đẹp ha. Và có những cái nó sừng sừng lên tí là đụng vào cũng rất là thích ha. Nó có cảm giác như là nó là một cái phần mà để chúng ta có thể máy xa tay, rất là sướng luôn, rất là thích luôn. Cái cửa gió cũng rất là đẹp luôn. Màn hình thì đó là cũng dính liền rồi. Odo 8.900k như các bạn đã nói rồi. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái phần chỉnh dàn lạnh ha. Rồi một cái hộp để sạc pin không dây. Đây là cần số dạng núm xoay giống như bản Signature ha. Bản Luxury của chúng ta thì chỉ là một cái cần số gạt lên gạt xuống thôi. Driver mode nè, phanh tay điện tử nè, auto horn nè. Có cả làm mát ghế và sưởi ghế cho ghế tài và ghế bên phụ luôn. Tắt mở cảm biến và mở camera 360 như lúc nãy Quang đã nói. Đây, mở luôn cho các bạn xem. Đó. Rồi, để Quang xem coi còn tính năng gì nữa không. Gương của chúng ta đây. Đây gương hậu là gương chống chói tự động luôn ha. Giống như là những cái con mẹt đang sử dụng ha. Ở đây là những cái chỉnh đèn. Cái phần che nắng này cũng được chủ người ta để nguyên, người ta không có lột ra ha, vẫn còn xia luôn. Đó. Ghế chỉnh điện đây, mời các bạn cùng xem bên đây. Ở đây thì như lúc nãy Quang đã nói là cái phần bên đây cũng sẽ có cái nút bấm dành cho người bên tài hoặc là người đằng sau, để khi mà các bạn có muốn chỉnh cái ghế này không thể dế tới được cái ghế cái phần bên đây ha. Rồi sàn của chúng ta đã được chủ người ta trang bị một cái sàn 5D rất là đẹp và một cái miếng nỉ ở trong nữa. Đó thì cái miếng nỉ này chúng ta có thể rất là dễ dàng vệ sinh và sạch sẽ cho xe. Rồi tappy như lúc nãy Quang đã nói hồi nãy thì chúng ta hơi khó nhìn một tí, kìa bản này bản cửa lùa mà. Quang sẽ mở tappy cho bạn xem là ngay chỗ này. Đó cũng có cả đèn viền nội thất rất là đẹp ha. Đó ngay cái chỗ đó đó là camera đang quay vào đó. Rồi bệ tì tay cũng được làm màu đen bóng rất là đẹp luôn. Bệ tì tay cũng được làm bằng da luôn ha. Đó cũng là da này là da cao cấp hết ha. Da cao cấp hết. Rồi về cái cảm giác Quang ngồi cái con này thì như lúc nãy Quang cũng đã nói rồi. Nếu như các bạn sở hữu cái con xe này để đi xa, đi Bắc Nam thì đây là một sự lựa chọn quá hợp lý để đi gia đình luôn. Và đây là bản premium 8 ghế, các bạn có thể ngồi được 8 cho tới 9 người ha. Để Quang
bật mí cho các bạn thêm một điều nữa. Rất là nhiều người người ta nói những cái con xe dài này đi trong phố thì nó hơi khó khăn một tí, nhưng mà đúng thật là khi kẹt xe đi hơi khó khăn thôi. Còn nếu như bình thường thì con này đi, Quang đã đi và trải nghiệm thử rất là nhiều đường đi rồi, đường kẹt xe, đường bình thường, đường hẹp, đường nhỏ, con này cũng là mình chạy quen rồi thì cái con xe nào cũng chạy được hết, nên các bạn cứ yên tâm. Nhưng mà sẽ có rất là nhiều người nói vui là tài xế sẽ làm mồi cho những người ngồi đằng sau hả các bạn ha. Rồi, ok, thôi bây giờ quay mời các bạn cùng ra khoang máy đi. Để xem bên dưới khoang máy khói động cơ 2.2 máy dầu CRDI sẽ có to như là cái xe này hay không nha. Đây, 2.2 turbo. Đây, về bên dưới đây là khói động cơ của chúng ta, 2.2 nha các bạn, máy dầu 2.2 turbo. Thì cũng khá là bề thế, cũng khá là, nói chung là nó cũng to cũng không to mà nhỏ cũng không nhỏ. Và Quang sẽ test tiếng máy cho các bạn xem luôn. Tiếng máy thì khá là êm rồi đó, tiếng máy rất là êm thôi các bạn ha. Đó, tiếng máy rất là êm, máy dầu nhưng rất là êm, rất là giòn luôn, nổ rất là giòn. Ốc chân máy thì còn rất là đẹp luôn đó. Rồi ở đây thì ốc nắp capo vẫn rất là đẹp, không có một cái vết cậy gì ha. Cũng có cả sùng chỉ nguyên zin, là những cái lỗ tròn rất là đẹp luôn, không có một cái vết gọi là méo mó gì hết. Và Quang sẽ bao cho các bạn là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước, động cơ số nguyên zin, cam kết bằng văn bản đầy đủ cho các bạn luôn. Và con này sản xuất 2021 là vẫn còn bảo hành hãng. Nếu như mà hết bảo hành hãng, bên Quang sẽ bảo hành cho các bạn lên tới 6 tháng 10.000 cây động cơ hộp số. Và ok, bây giờ là tới tiết mục quan trọng đây. Để sở hữu một con Kia Carnival bản Premium sản xuất 2021, các bạn chỉ bỏ ra với một cái mức giá là 1 tỷ 2 triệu. Thì bây giờ ít là cái phần Quang sẽ bật mí nha. Các bạn chỉ cần bỏ ra với một cái mức giá là 1 tỷ 295 triệu để sở hữu một cái con Kia Carnival gần như là full kịch, như là bản Signature luôn, chỉ thiếu mở cửa sổ trời và bộ đèn LED thôi. Đó, bộ đèn bi LED nha, đèn vẫn là đèn LED nhưng mà chỉ không được là đèn bi LED như là bản Signature thôi. Đấy. Và nếu các bạn đang có nhu cầu quan tâm xe này, hãy để lại thông tin bên dưới hoặc là liên hệ ngay cho bên Quang sẽ gửi full thông tin cho các bạn và sẽ có một cái mức giá ưu đãi tốt nhất cho các bạn. Nếu các bạn đang có nhu cầu đổi hoặc là bán xe, cứ liên hệ cho bên Quang sẽ mua cái giá cạnh tranh nhất cho các bạn. Và hiện tại bên Quang đang còn rất là nhiều loại xe, nếu các bạn đang có nhu cầu quan tâm một con xe nào, hãy để lại thông tin bên dưới, bên Quang có xe sẽ gửi full thông tin cho các bạn ha. Và nếu các bạn thấy video này hay, cho Quang xin một like, một share cũng như một lượt đăng ký, nhớ nhấn vào nút thông báo bên đây để nhận được những video mới nhất từ siêu thị ô tô Hà Nội. Và ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video khám phá và nghe giá tiếp theo. Và bây giờ Quang đi về đây, bye bye. Đứng vô lại. Vô.